Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bài 15, kg. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với bài nặng hơn, nhẹ hơn, sách giáo khoa trang 57. Cô mời các em mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một khu chợ đấy. Đây là hình ảnh hai mẹ con đang đi chợ. Và trên tay của mẹ có xách hai túi đồ, một bên là hoa quả, còn một bên là rau củ đó các em. Vậy, bạn em nhỏ đã nói với mẹ điều gì? Bạn nhỏ đã nói, mẹ để con xách giúp mẹ một túi ạ. À. Như vậy, khi thấy mẹ xách hai túi nặng, thì em bé đã có ý muốn xách giúp cho mẹ một túi đấy. Còn mẹ thì trả lời như sau, con xách túi nhẹ hơn, mẹ xách túi nặng hơn nhé. Vậy để biết túi nào nặng hơn, túi nào nhẹ hơn, chúng mình làm như thế nào? Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các em cách phân biệt túi nào nặng hơn, túi nào nhẹ hơn qua cách cân nhé. Đây chính là một cái cân có hai đầu. Chúng mình sẽ đặt hai đồ vật lên chiếc cân này và nếu như cái chiếc cân nghiêng về bên nào nặng hơn thì sẽ thấp hơn. Còn bên nhẹ hơn sẽ cao hơn. Vậy các em hãy quan sát xem trong bức tranh đây là hình ảnh cân hoa quả và một bên là túi rau. Vậy chúng ta hãy quan sát xem túi nào nặng hơn. À, các em ạ, à, quan sát trên chiếc cân thì chúng mình thấy túi hoa quả nặng hơn túi rau đấy. Vì túi hoa quả chúng ta thấy thấp hơn, còn túi rau thì cao hơn. Vậy chúng mình sẽ kết luận là túi quả nặng hơn túi rau. Và tiếp theo chúng mình có thể nói ngược lại là túi rau nhẹ hơn túi quả đấy. Vậy chúng ta đã hiểu thế nào là nặng hơn, thế nào là nhẹ hơn chưa? Nặng hơn có nghĩa là khi chúng ta cân thì vật đó có trọng lượng cao hơn và trên chiếc cân thể hiện thì nó sẽ thấp hơn so với trọng lượng nhẹ hơn. Vậy ở đây chúng mình đọc là túi quả nặng hơn túi rau nhẹ hơn túi quả. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát tiếp bức tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai chúng mình thấy đây là hình ảnh cân quả dưa với hai quả bưởi. Vậy chúng mình hãy quan sát chiếc cân xem trọng lượng của quả dưa và hai quả bưởi như thế nào với nhau. À, các em ạ, à, chúng ta thấy quả dưa hấu nặng bằng hai quả bưởi đấy. Như vậy ở đây trọng lượng của hai bên là bằng nhau. Vậy chúng ta có thể nói quả dưa hấu nặng bằng hai quả bưởi. Như vậy qua phần khám phá kiến thức, các em đã biết được thế nào là nặng hơn, thế nào là nhẹ hơn và chúng ta có thể biết so sánh một vật bằng nhau. Đó là có trọng lượng ngang hàng nhau đấy các em. Bây giờ chúng mình sẽ vận dụng kiến thức mà các em vừa học được để chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần hoạt động nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: quan sát tranh rồi chọn câu đúng. Ý thứ nhất, ý A, con gấu nặng hơn ba con chó. Ý B, con gấu nhẹ hơn ba con chó. Ý C, con gấu nặng bằng ba con chó. Vậy ở đây có ba câu, chúng mình sẽ lựa chọn xem câu nào là đáp án đúng. Chúng mình sẽ khoanh tròn vào trước đáp án A, B hoặc C. Để chúng ta có thể lựa chọn được đáp án đúng, chúng mình hãy quan sát chiếc cân. Hai bên, một bên là con gấu và một bên là ba con chó. Vậy chúng mình thấy con gấu và ba con chó như thế nào với nhau? Chúng ta hãy đọc và lựa chọn đáp án đúng để chúng ta khoanh nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào.
Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Đầu tiên chúng mình hãy quan sát chiếc cân. Một bên là con gấu và một bên là ba con chó. Vậy chúng mình thấy bên con gấu như thế nào với ba con chó? À, chúng ta thấy đầu cân của bên con gấu bị chùng xuống nhiều hơn so với bên ba con chó. Vậy chúng mình có thể kết luận được là con gấu nặng hơn ba con chó đấy. Và đáp án đúng ở đây đó là đáp án A. Con gấu nặng hơn ba con chó. Chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án A. Như vậy vừa rồi chúng mình đã biết quan sát và lựa chọn đáp án đúng. Hay chúng ta có thể có cách nói khác đó là ba con chó nhẹ hơn một con gấu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. Câu hỏi ý A, chúng ta quan sát tranh tương ứng với ý A nhé. Đây là hình ảnh con mèo và con thỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau so sánh trọng lượng nặng hơn, nhẹ hơn của con mèo và con thỏ dựa vào chiếc cân nhé. Ý A, mèo và chó con nào nặng hơn? Chúng ta quan sát cả bức tranh bên đây. Đó là hình ảnh con mèo với con chó. Để chúng ta có thể trả lời được câu hỏi A, chúng ta quan sát cả hai bức tranh để chúng ta có thể lựa chọn. Như vậy chúng ta có thể trả lời câu hỏi ý A như sau: con chó nặng hơn con mèo. Vì chúng ta quan sát ở đây, chúng ta thấy con mèo so với con thỏ thì con mèo nặng hơn. Và bên đây chúng mình thấy là khi chúng ta cân con mèo với con chó thì con chó lại nặng hơn đấy, vì đầu cân chũi xuống thấp hơn so với con mèo. Vậy chúng mình trả lời là con chó nặng hơn con mèo. Tiếp tục ý B, mèo và thỏ con nào nặng hơn? Chúng ta quan sát con mèo và con thỏ thì chúng ta thấy con nào nặng hơn nhỉ? À, chúng ta thấy đầu cân của con mèo bị chúi xuống thấp hơn, do đó chúng ta có thể trả lời là con mèo nặng hơn con thỏ đấy. Câu hỏi ý C, mèo, chó và thỏ thì con nào nặng nhất, con nào nhẹ nhất? Để chúng ta trả lời được câu hỏi này, chúng mình hãy quan sát bức tranh hai bên để chúng mình suy nghĩ xem con nào nặng nhất và con nào nhẹ nhất nhé. Chúng ta quan sát thấy đầu tiên chúng ta so sánh con mèo và con thỏ thì con mèo đã nặng hơn con thỏ rồi. Vậy nhưng khi so sánh con mèo với con chó thì con chó lại nặng hơn con mèo đấy. Vậy chúng mình có thể kết luận được là con nặng nhất đó là con chó và nhẹ nhất đó là con thỏ đấy. Chúng ta trả lời như sau: con chó nặng nhất, con thỏ nhẹ nhất. Như vậy qua bài tập số 2 đã giúp chúng mình biết cách so sánh nặng hơn, nhẹ hơn dựa vào các bức tranh cân của các con vật đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. Các em hãy quan sát các bức tranh. Đây là những chiếc cân đã được cân đồ vật hai bên. Ở đây các cân chúng ta nhìn thấy hai bên đều có trọng lượng bằng nhau đấy. Vậy chúng mình sẽ trả lời câu hỏi: quả cam nặng bằng mấy quả chanh? Chúng ta hãy quan sát bức tranh đầu tiên. Đây là hình ảnh một bên là quả cam và một bên là một số quả chanh đấy. Vậy chúng ta thấy hai bên này có trọng lượng bằng nhau vì chiếc cân có hai đĩa ngang hàng nhau. Vậy chúng mình hãy quan sát xem quả cam nặng bằng mấy quả chanh nhỉ? À, các em ạ, quả cam nặng bằng 4 quả chanh đấy. Chúng ta trả lời quả cam nặng bằng 4 quả chanh. Tiếp tục bức tranh thứ hai, chúng mình hãy quan sát xem quả táo nặng bằng mấy quả chanh. Ở bên phải, chúng ta thấy đó là những quả chanh, còn bên trái là quả táo đấy. Vậy chúng ta thấy quả táo nặng bằng mấy quả chanh nhỉ? À, quả táo nặng bằng 3 quả chanh đấy. Tiếp tục bức tranh thứ ba, chúng ta thấy đây là quả bưởi và đây là quả, một bên là quả cam và quả táo. Vậy câu hỏi như sau:
quả bưởi nặng bằng mấy quả chanh? Các em lưu ý, ở đây là quả cam và quả táo. Trước đây chúng mình đã được quan sát ở hai chiếc cân đầu, đó là quả cam thì bằng 4 quả chanh, quả táo bằng 3 quả chanh. Vậy ở đây chúng ta cộng cân quả táo và quả chanh gộp lại với nhau, quả táo và quả cam gộp lại với nhau thì chúng mình sẽ lấy số quả chanh ở cân thứ nhất và số quả chanh ở cân thứ hai gộp lại với nhau, đó là 4 và 3, chúng ta được 7. Vậy chúng mình sẽ trả lời là quả bưởi nặng bằng 7 quả chanh đấy. Như vậy, qua bài tập số 3, các em cũng đã được củng cố về cách phân biệt nặng hơn, nhẹ hơn dựa vào các bức tranh, quan sát và trả lời câu hỏi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment.